Trên trang cá nhân của mình, Dương Cẩm Linh đã cập nhật ảnh đại diện và ảnh bìa với dòng trạng thái: phía sau nụ cười là gì nhỉ? Dù cho bạn có cố vùi dập tôi thì tôi vẫn dùng hơi thở cuối cùng để đứng dậy tốt nhất có thể. Bản chất thì không thể thay đổi. 7 tháng 7 năm 2022, Dương Cẩm Linh từng gây chú ý khi tiết lộ chuyện tình cảm không được suôn sẻ, hai lần tổn thương. Đặc biệt khi mang thai đứa con thứ hai, bạn trai cũ đã phản bội cô. Nữ diễn viên chia sẻ, 2 năm qua với cô là quãng thời gian buồn bã, đau khổ, tủi nhục và đáng quên nhất trong cuộc đời. Cô cho rằng sống 40 năm với nhiều lần trải qua những thăng trầm, nhưng chưa khi nào cô nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh mà những vai diễn có số phận bi đát nhất cũng không diễn tả nổi. Ở tuổi 40, Dương Cẩm Linh mắc sai lầm nên thêm một lần nữa đổ vỡ. Dương Cẩm Linh từng đoạt giải Á hậu điện ảnh vào năm 1999, nhưng mãi đến năm 2008 cô mới bắt đầu bén duyên với phim ảnh Việt Nam. Cô từng tham gia một số bộ phim như Hoa Dại, Ra Duyên Anh Cưới Em, Có Lẽ Nào Ta Yêu Nhau. Khoảng năm 2015, Dương Cẩm Linh kết hôn với nhà sản xuất phim Phạm Việt Anh Khoa và chia tay 3 năm sau đó. Mối duyên tiếp theo cũng không trọn vẹn. 2 năm qua cô sống rất kín tiếng, mãi gần đây mới thoải mái công khai hình ảnh hai con, nhất là con thứ hai. Bà mẹ đơn thân đã vượt qua những khó khăn tài chính và ảnh hưởng nặng nề về mặt tâm lý để chăm chỉ làm việc, nuôi dạy các con khỏe mạnh, hạnh phúc.